Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh Tâm. Chào mừng các bạn đã đến với chương mục Hàng chất lượng giá ấn tượng của Fat City kỳ này. Mắt và môi là hai vùng da mỏng manh nhất trên gương mặt và thường có sản phẩm đặc trị cho mỗi vùng da. Tuy nhiên, việc này đã gây bất tiện cho nhiều chị em. Nắm được vấn đề này, nhãn hàng EPF đã cho ra mắt loại kem dưỡng ẩm chống nhăn cho cả vùng mắt và vùng môi. Với cái sự kết hợp của các thành phần như là vitamin E, chiết xuất cây hạnh đào ngọt giúp cho bạn có một vùng da mắt mịn màng và hết quầng thâm và một bờ môi căng mọng hồng hào. Giá bán tại Pharma City là 639.000 đồng một hộp. Sản phẩm không sử dụng được cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú hoặc là bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Và còn chần chừ gì mà không liên lạc ngay với Pharma City để sở hữu sản phẩm này nhé. Và đừng quên theo dõi fanpage Pharma City, nhà thuốc tiện lợi để có thể cập nhật những sản phẩm chất lượng với giá ấn tượng khác. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.